Bữa giờ thấy mấy chị trên mạng chỉ làm cách trắng da tại nhà bằng cà phê, ok. Hồi đó giờ mọi người nghe nói là cạo cao su thôi đúng không? Đâu có ai thấy cạo cà phê bao giờ. Ngày hôm nay tôi sẽ cho mọi người tận mắt chứng kiến cạo cà phê là như thế nào đó. Là cạo ra gì đó mọi người. Cây này tôi nhân giống bao nhiêu lâu nó mới ra được bấy nhiêu cà phê như vậy để cho mình cạo đó. Không đủ thì mình cạo sao cho nó đủ chứ, ok. Vô bụi đi rồi cạo tiếp nha. Riêng cái cây cà phê này á thì họ mình phải lấy ở dưới gốc. Tại vì cái bột cà phê nó nằm tàn dưới đất không mà mọi người thấy không? Trồng biết bao nhiêu lâu mà ra được cái nhiêu đây bột cà phê nè. Thôi lấy vừa đủ thôi để mình làm giống nữa chứ. Rồi qua cái thêm cái cây trứng gà để mình hái thêm mấy cái trái trứng gà nữa để mình trộn vô. Đúng, đúng. Mẹ trứng à. Mẹ trứng à. Do cái trái trứng gà nó chín quá mà không ai hái nên nó rụng gì đó. Thôi có bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu, mình qua mình hái thêm mấy trái chanh nữa. Muốn làm cái món gì trong vườn nhà tôi cũng có hết trơn á. Rồi bây giờ nguyên liệu cũng đã đầy đủ rồi, mình sẽ bắt tay vô mình làm cái chấm trắng thôi. Rồi chuyện xui rủi chắc tôi muốn mấy bà ơi, trứng thúi rồi. Hên chưa ập vô thấy mẹ thúi. Do cái trái trứng đó nó chín quá nên nó hư đó. Nên bây giờ tôi sẽ đập cái trứng khác rồi mình quấy đều lên đi, mình trộn lên đi. Trộn bao giờ mà chuột nó lên thì thành công nha. Rồi mình dắt chanh dắt ơ đồ vô, công nhận tay mình trồng nó nước nhiều dễ sợ. Rồi hòa quyện nó vô. Công nhận nó cũng dễ làm ghê. Rồi bây giờ tha chay chét lên trên người nè. Nghe mấy chị trên mạng chỉ là tha tầm 10 phút, 15 phút gì đó. Xong rồi cái mình rửa lại nước sạch đó là cái da nó trắng tươi luôn. Đó tôi tha để coi không biết có thành công hay không. Rồi bây giờ tôi sẽ ngồi tôi đợi nè. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 15 phút nha mấy bà nha. Bình thường ngồi bấm điện thoại á, thời gian nó qua nhanh dễ sợ, giờ ngồi đợi nó lâu. Rồi bây giờ mình nhúng xuống nước mình rửa nè, coi kết quả như thế nào nha. Sao thấy mấy chị trên mạng làm nó bật tông lên mà sao em làm nó không có trắng gì hết trơn, mấy chị nó y chang vậy à, không biết em có thiếu cái gì không, hay là cái thời gian em làm chưa có đủ, hay nặng chanh chưa đủ, hay là cà phê không có đủ gì mấy chị, hay là phải uống thêm cái nước này luôn nó mới trắng gì mấy chị ơi. Thôi nha, bỏ cái tập bắt trước, hay là em làm thiếu cái gì mấy chị chỉ lại cho em nha, xô ghê.